Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 46 8386. Chiều nay thì em có một ít hàng nên chia sẻ với cô chú anh chị mình. Nó chủ yếu là hàng rừng Bình Thuận thôi nha. Ở đây thì em có những cái giò tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận này. Đó, những cái bảng như vậy là em đã thuần rồi, dễ ra rất là khỏe rồi. Đây này, có chú anh chị này, dễ ra được cỡ khoảng 40-50 phân rồi, dễ rất là dài. Và ở đây thì tam bảo sắc đang nụ nha. Đó, đây là tam bảo sắc hoa vàng nha, có chú anh chị. Màu rất là đậm, màu rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn ạ. Ở đây là em bán 150 ngàn cho một bảng, 150 ngàn cho một bảng tam bảo sắc hoa vàng nha. Đó, cây rất là khỏe, rất là đẹp như vậy. Ở đây thì đang có một số, một vài bông thì đang nở luôn. Em cho cô chú anh chị mình xem mặt bông luôn nha. Đây. Đó, bông này thì màu hơi nhạt một chút. Hôm qua có cây từ rừng về thì màu cực kỳ là đậm luôn, đúng không ạ? Màu vàng như kiểu là nhạn luôn. Đó. Tiếp theo là em hôm nay có sóc thuần này. Sóc thì em cũng ghép vào những cái bảng như vậy. Đó, em cũng ghép vào những cái bảng nha. Đây có hai bảng sóc này. Sóc mà ghép vào những cái bảng gỗ như vậy là em bán là 100 ngàn cho một bảng cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. 100 ngàn cho một bảng. Và ở đây thì em có sóc lớn hơn một chút là em ghép vào lũa, là em bán 150 ngàn cho cái giò sóc, sóc ghép lũa nha. Tiếp theo ở đây em có hai mã sóc rời này. Sóc rời cây cũng khá là lớn. Đây là sóc rừng Bình Thuận này. Mã sóc rời đầu tiên là em bán là 100 ngàn. Tiếp theo mã sóc rời số 2 em cũng bán là 100 ngàn. Nói chung là cây mã số 2 thì cây bé hơn nhưng mà cây xếp khá là đẹp. Cây xếp khá là đẹp nha. Đó, hàng rừng mưa về cho nên là hơi bị ướt một chút xíu. Để mai khô là em gửi cho cô chú anh chị mình là vừa. Đó, 100 ngàn cho mã sóc rời số 2. Tiếp theo là tam mã sắc hoa vàng này. Tam mã sắc hoa vàng thì hôm nay em cũng có 3 mã hàng rời. 3 mã, hôm nay em phân ra từng mã như vậy và mỗi mã thì em bán là 100 ngàn nha. Mã tam mã sắc số 1 này. Tam mã sắc số 1 là cô chú anh chị mình mua là mình sẽ có khá là nhiều nụ chơi này. Đó, đang có nụ và nụ khá là lớn rồi. Có thể là trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị hư mất một vài nụ nha. Đó, nói chung là cây cũng chung chung, cây cũng không phải là lớn lắm. Cây chung chung nhưng mà cây khá là đẹp, cây rất là tươi. Đây, nụ này. Mã đầu tiên, tam bảo đầu tiên 100 ngàn. Tiếp theo mã tam bảo số 2 là cũng 100 ngàn. Cây thì nó cũng na ná như cây mã số 1. Cây khá là đẹp, rất là tươi. Đó, nói chung là cây lô hôm qua về là không có được cây lớn cho lắm. Cây cũng hàng chung chung. Cây này rất là đẹp này, viền tím luôn. Mã sắp số mã tam bảo số 2 em cũng bán là 100 ngàn cho mã tam bảo số 2. Tiếp theo mã tam bảo số 3 thì cây lớn hơn. Cây lớn nhưng mà cô chú anh chị mình lưu ý là cây nó không có được xếp lắm đâu nha. Ví dụ như cây này cây mẹ con này. Cây mẹ thì bị rụng mất khá là nhiều lá chân, đang nụ luôn. Đó. Cây này thì bị hư mất là cái ngọn nhưng mà đây đang sưng lên cây con rồi này. Đó, cây con đang sưng ra rồi đây này. Cây con chuẩn bị ra rồi. Đây. Đó, cây này, mã này, cây này khá là lớn. Mã cây này khá là lớn nha. Mã số 3 thì cây khá là lớn. Cây cỡ khoảng 40 phân. Mã số 3 em cũng bán là 100 ngàn đây nha. 100 ngàn cho mã tam bảo số 3. Tiếp theo thì nhà em vẫn có phân dê nha. Phân dê thì em đóng túi sẵn như vậy rồi. Về cô chú anh chị mình ghép lên thôi. Đó, 35 ngàn cho 1 ký và 5 ký thì em bao ship nha. 5 ký em bao ship. Em có hai cái giò tam bảo hoa vàng hàng lớn. Hôm nọ có khách đặt rồi nhưng mà cuối cùng khách lại hủy đột xuất cho nên hôm nay em đang bán lại nha. Đó, hôm nọ cái giò to bự này là em bán là 1,6 triệu. Hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị mình là thành ra 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu mà được một cái giò tam bảo rất là đẹp như vậy. Đó, cực kỳ là nhiều thân và lá xếp nó phải dài cỡ khoảng 1 mét. Rễ rất là dài, rễ cỡ khoảng 2 mét cơ. Đó, giò này em bán là 1,5 triệu cho hôm nay này. Tiếp theo cái giò này, giò đang bông. Giò đang bông này cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 10 thân. Mỗi thân dài được cỡ khoảng 60-70 phân. Đó. Giò này thì hôm nay em bán là 1 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn.
Rồi, ok, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ.